quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Thì trong bài phần bài trình bày của bác sĩ Hoàn thì đã có bao gồm cái nội dung về chẩn đoán của hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và trong bài trình bày của tôi hôm nay thì tôi cũng những cái phần mà nó trùng lắp với cả phần của bác sĩ Hoàn thì tôi cũng xin phép được bỏ qua. Và phần chính là tôi muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình khi mà của chúng tôi ở chỗ trung tâm hội Bệnh Mai trong cái bước đầu triển khai để thành lập một cái trung tâm chẩn đoán giấc ngủ. Vì như quý vị đồng nghiệp đã biết đấy là ở Việt Nam chúng ta thì có chắc chắn là sẽ có rất nhiều các bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ nhưng mà bỏ qua, không được chẩn đoán, không được điều trị. Và trong số những cái bệnh nhân không nhiều được các bác sĩ để chẩn đoán thì cũng không phải số đông những bệnh nhân trong đấy người ta tuân thủ theo điều trị. Thì cái đấy là cái mà trên thực tế các bác sĩ của chúng ta, lâm sàng chúng ta cũng nhận thấy. Và bên cạnh một cái nữa đấy là các bác sĩ của chúng ta còn chưa để ý nhiều trong cái vấn đề là sàng lọc và chuyển đến những cái cơ sở y tế có những cái trang thiết bị để giúp chẩn đoán xác định hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là trên thực tế Việt Nam có rất nhiều những bệnh nhân của chúng ta chưa được chẩn đoán và điều trị một cách thích hợp. Và trung tâm hốp của chúng tôi thì bắt đầu từ năm 2013 thì được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở Pháp vì mối quan hệ của giáo sư Ngô Quý Châu. Thì các bác sĩ trung tâm cũng đã được cập nhật những kiến thức trong chẩn đoán và điều trị. Sau đấy thì cũng có bắt đầu được trang bị, cái giai đoạn đầu thì chúng tôi được trang bị một cái máy đo đa ký hô hấp. Và với những cái kênh rất là hạn chế, chỉ đo về dòng thở qua mũi, rồi đo SpO2, đo cử động ở ngực và ở bụng, thì cũng bước đầu là chúng tôi tiến hành để chẩn đoán và điều trị những cái bệnh nhân mà hội chứng ngừng thở khi ngủ. Nhưng mà ở những cái bước đầu mà như phần đầu tôi đã nói, tức là mình tìm được bệnh nhân để sàng lọc, sau đấy thì đã có những cái chẩn đoán xác định, nhưng mà để thuyết phục người ta điều trị thì cũng rất là khó khăn. Và cách đây hơn 2 năm thì chúng tôi được trang bị một cái máy đo đa ký giấc ngủ của công ty Philips. Và các bác sĩ chúng tôi cũng đã đi sâu để điều trị, để chẩn đoán cũng như là điều trị những hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và trong những cái ngày đầu mà trung tâm hô hấp triển khai thì cũng đã được sự giúp đỡ rất nhiều của các chuyên gia nước ngoài, cũng như là của cô Huyên, rồi bác sĩ Hoàng, bác sĩ Khuê, là các bác sĩ có tham gia những cái khóa tập huấn của Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. Tuy nhiên thì các bạn vì là đã triển khai cái chẩn đoán và điều trị của ở trong bệnh viện rất là nhiều năm rồi và cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những cái ngày đầu như vậy. Và đến hiện tại thì trung tâm hội Bệnh viện Mai thì đã có cái máy đo đa ký giấc ngủ để chẩn đoán, và có những cái máy đo đa ký hô hấp để có thể là sàng lọc chẩn đoán những cái bệnh nhân mà người ta không muốn, người ta cũng không có điều kiện để đến trung tâm để chẩn đoán. Và với cái kinh nghiệm của chúng tôi làm thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta chú ý đến những cái dấu hiệu về rối loạn giấc ngủ, rồi khi thăm khám lâm sàng chúng ta nhận diện những cái bệnh nhân mà có nguy cơ bị hội chứng ngừng thở khi ngủ. Ví dụ như lúc nãy cái yếu tố nguy cơ mà bác sĩ Hoàng có nói đấy là béo phì, cổ người ta lớn, đúng không? Và đặc biệt là hỏi về những cái dấu hiệu khi mà người ta ngủ, đấy là có ngáy, có những cái cơn ngừng thở, và đặc biệt là có cái chứng kiến của người thân trong gia đình. Thì những cái đấy là những cái mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải hết sức lưu ý. Và đối với cả các bác sĩ ở phòng khám, đối với những cái bác sĩ mà đến bệnh nhân đến khám với những cái chuyên khoa như là nội tiết, rồi tăng huyết áp, tim mạch, thì chúng ta cũng sẽ cố để sàng lọc, tìm những cái câu hỏi để xem là bệnh nhân này có rối loạn giấc ngủ hay không, bên cạnh cái việc mà chúng ta điều trị cái phác đồ thích hợp mà bệnh chính bệnh nhân đến với chúng ta. Và ở Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì ở những cái giai đoạn đầu khi mà bắt đầu chúng tôi đi để quảng bá cho nhiều người biết về cái bệnh hội chứng ngừng thở khi ngủ, và đặc biệt là biết đến cái trung tâm hô hấp để chuyển đến bệnh nhân, thì chúng tôi cũng có đến dự, tức là các bác sĩ phải phân nhau đến dự các buổi sinh hoạt khoa học ở tại các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, để nói các bác sĩ tim mạch về các mối liên quan giữa các bệnh lý của bệnh mạch vành, của nhồi máu cơ tim, của tăng huyết áp với cả hội chứng ngừng thở khi ngủ, để các đồng nghiệp của chúng tôi để ý đến. Rồi chúng tôi cũng tham gia những cái câu lạc những cái buổi sinh hoạt của bác sĩ chuyên khoa nội tiết. Chúng tôi giới thiệu về cái mối liên quan giữa cái việc điều trị, đáp ứng điều trị của đái tháo đường ở hội chứng ngừng thở khi ngủ. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sinh hoạt, chúng tôi cũng tham gia những cái bài báo cáo trong các
sinh hoạt các buổi câu lạc bộ những cái bệnh nhân quản lý tăng huyết áp, quản lý bệnh lý mạch vành, quản lý đái tháo đường, để chúng tôi đưa đến những cái kiến thức, những cái thông tin về những cái triệu chứng để bệnh nhân đến với chúng tôi. Rồi chúng tôi cũng tiến hành gọi là khám sàng lọc ở những cái bệnh nhân mà có những cái dấu hiệu về ngủ ngáy, dấu hiệu mệt mỏi ban ngày, và chúng tôi cũng đã sàng lọc được những cái bệnh nhân đầu tiên cho vào cái trung tâm của chúng tôi. Đấy thì đấy là những cái mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị đồng nghiệp, những các bác sĩ không làm chuyên sâu về chuyên ngành hô hấp, không làm chuyên sâu về giấc ngủ, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Chúng ta cũng chưa quan tâm nhiều đến những cái rối loạn giấc ngủ của chúng ta. Và với cái việc là chúng ta cũng thấy rằng là qua bài báo cáo của bác sĩ Hoàng, thì rõ ràng cái việc mà điều trị đồng thời giữa các bệnh, ví dụ là có tăng huyết áp mặc dù đã dùng 3-4 thuốc rồi, nhưng nếu mà các bạn bỏ sót cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái việc mà điều trị nó cũng sẽ rất là khó khăn. Chúng ta không thể nào tăng mãi thuốc huyết áp được để phối hợp, thì cái đấy là cái mà chúng ta phải nghĩ. Rồi bệnh nhân đái tháo đường dùng rồi nhưng mà đường máu cứ tăng không kiểm soát được, trên nền một bệnh nhân mà thể trạng béo rồi người ta cũng không kiểm soát được cân nặng, thì những cái đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn là chia sẻ những cái mà chúng tôi đã làm. Một cái vấn đề nữa mà chúng tôi cũng đã nói phần đầu, đấy là khi mà chúng tôi đã tầm soát, đã quảng bá về cái kỹ thuật của mình và chẩn đoán được một số bệnh nhân, nhưng mà chúng tôi lại gặp khó khăn đấy là gì? Thuyết phục người ta điều trị. Và làm thế nào để người ta có thể là tuân thủ được cái điều trị, người ta đồng ý về điều trị. Đồng ý ở đây thì chúng ta thấy rằng là đặc biệt ở những cái bệnh nhân nặng, khi mà có cái chỉ số ngưng thở khi ngủ cao thì người ta sẽ phải thuyết phục là thở máy. Thở máy thì gặp một cái rào cản, đấy là người ta phải chi một cái số tiền rất lớn để mua máy. Và thứ hai nữa là có những bệnh nhân người ta sẵn sàng bỏ tiền, nhưng mà cái việc mà người ta dung nạp, người ta chấp nhận cái máy thở, người ta chấp nhận cái hiện tượng hàng đêm là phải thở máy như thế là cũng rất khó khăn. Và chúng tôi cũng có một cái hướng, đấy là chúng tôi có sự hỗ trợ của các công ty, rồi Thầy Châu cũng xin được viện trợ của Pháp, thì chúng tôi có một cái cơ số máy thở không xâm nhập. Và đối với những cái bệnh nhân như vậy là chúng tôi cũng sẽ phải cho bệnh nhân dùng thở và thuyết phục người ta dần. Thì trong số những cái bệnh nhân chúng tôi thuyết phục thì cũng có một số bệnh nhân là sau khi thở được một tuần thì bệnh nhân người ta thấy vô cùng là khoan khoái. Đấy, người ta thấy rằng là cái chất lượng cuộc sống người ta cải thiện thực sự. Và người ta bắt đầu dần dần quan tâm đến và chấp nhận đến và tuân thủ theo cái điều trị. Thì những cái đấy là chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn. Rồi có những cái bệnh nhân thì bệnh rất nặng, nhưng mà người ta bảo là bỏ một khoản tiền như vậy thì người ta cũng không thể nào mà người ta theo điều trị được. Thì những cái đấy là cái mà chúng tôi cũng đang bước đầu để có thể giải quyết dần dần. Và rồi cái nữa đấy là gì? Đối với bệnh nhân mình được chẩn đoán cho thở máy rồi thì cái việc mà theo dõi và hẹn người ta tái khám. Và khi mà chúng tôi có những cái dịp mà đi vào trong Thành phố Hồ Chí Minh đến cơ sở của bác sĩ Hoàng, bác sĩ Khuê, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà tuân thủ điều trị, cái việc mà gọi là thực hiện những cái lời khuyên, lời tư vấn của bác sĩ thì trong bệnh nhân miền Nam thì tốt hơn miền Bắc. Và miền Bắc chúng tôi thì cứ điều trị vài hôm xong lại đi, hoặc là cứ chuyển từ bác sĩ nọ sang bác sĩ kia, thì đấy cũng là một cái rào cản mà các bác sĩ ở chúng tôi gặp phải khi mà ở cái nhóm đối tượng mà bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định đã điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái quy trình để theo dõi những cái bệnh nhân mà hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và ở hôm nay thì cũng rất là may là được anh Hoàng có cập nhật một cái phần gọi là phần mềm mà có thể nối mạng được. Nhưng mà ở trung tâm thì cũng giống như là các bác sĩ ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có theo dõi cái USB ở trong cái máy, trong cái nhóm mà bệnh nhân đã tuân thủ điều trị, thì để đánh giá cái việc mà người ta tuân thủ cái việc thở máy như thế nào, và đặc biệt là cải thiện về giấc ngủ của người ta đã làm sao. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình khi mà bước đầu trong cái triển khai cái chẩn đoán cũng như là điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và cái đấy thì chắc chắn đấy là cái đặc thù của bệnh nhân Việt Nam, nó cũng sẽ khác với cả bệnh nhân ở những cái nước mà phát triển như là nước Úc. Rất là khó khăn trong cái việc mà các bác sĩ gửi đến các bác sĩ chuyên khoa cũng như bệnh nhân được chẩn đoán và người ta tuân thủ điều trị. Vâng, tôi xin hết ạ.